Dạ sao xong chưa? Thử 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 mít rồi chưa? Lời đầu tiên nhấn lên chào tất cả mọi người, và sau đây mình xin bày ca khúc phỏng em của nam ca sĩ Titi. Bây giờ mày làm mà cuộc đời em có cho thêm trời. Lẹ làm lẹ ông nội bị đứng hát lên tiếng nắng thì phải đem lời thề khắc sâu trong lòng. Về đây hai con coi mày giờ thành con ca sĩ đâu. Bữa anh ý cho sao đi. Bậy à. Bậy rồi. Có ý đây mà thằng nào không. Đây đây đây. Ôi trời ơi. Ok các bạn không biết clip như thế nào mà tất cả các em theo chân mình để xem clip này nha các bạn. Bướm bướm này các bạn biết là không. Đẹp. Ok xong. 1 hour later. Đồ mà làm clip hay lắm. Clip gì? Ừ. Trong quán anh em. Anh nhờ chút đi. Sao? Anh ý là do ở bên Điền Quân á, nó mới gọi em, nó kêu là nó muốn phỏng vấn những anh em làm YouTube, nói về cái cuộc sống mà kiểu là cơ duyên nào mà mém chân vào YouTube á mà. Kiểu là nên là em quay từng người. Đấy. Dạ có gì em. Anh có tiềm năng lắm sao? Tức nó mở rồi đây. Không có. Điều cũng mở em mà em nhớ anh là có tài năng. Đúng rồi. Đồ mà em. Với lại em thấy được tầm nhìn của anh là đúng rồi. Với lại em sống cũng biết chuyện lắm. Trời, nên là em lên thì nó tàu lắm các bạn. Bây giờ không có làm sao, nói sao. Thì anh cứ nói cái cơ duyên nào mà anh. Anh con đường nào mà đi dẫn tới làm YouTube. Có gì em, bây giờ em cũng nói chung là nói không thì cũng có gì em gỡ tiền nước cho anh 100.000 nha. Là em với anh em mà tiền bạc. Thôi giải cũng được. Tao vô bọc mấy hả? Bọc mấy hả? Bọc mấy đi. Đục. Ráng cố gắng nhằn nói. Thành lên mà nó kiếm tư bé hiến là đã biết là bé hiến. Ráng nói cho nó trâu chị mình không có cần cắt nha. Là đổ hót bé hiến là như thế nào? Em cũng bài bán rồi, em chuẩn bị hết rồi, mấy rồi, có sẵn hết rồi. Máy quay chỉnh. Đâu có. Đụng đâu. Đâu mấy đi. Tại vì em quay phải hết đôi cho bên nét nó xem. Đục. Đấy. Thì cảm ơn anh Điền Quân nha, đã nhớ tới em. Tại vì em thì cũng nổi tiếng nhất đất Bình Định. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nhận tiền là phải làm cho em. Làm cho nó bài bán ăn. Chứ là làm cho em một shot thôi, quay một shot một thôi. Anh đừng có bị nhấp từ là mấy công em quay lại mệt lắm. Cái đồ mệt lắm. Anh nói vậy luôn cần mic gì đâu. Mic gì? Mic chưa? Vàng trọng người ta nói không có cái mic cho anh. Đâu. Giống như tạm hết. Như trong truyền hình á mình không có cái mic chứ. Hello, nói chung là hôm nay là mình có mời được một giờ YouTuber nổi tiếng Bình Định. Mày vô cho che mày vô. Mày nói người ta nói được chứ. Lại. Vậy, đây là anh Hiến channel. Hiến tem trong chạy đâu cũng ngu. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi đây là cơ duyên nào mà anh bước tới con đường YouTube. Gì vậy? Một shot anh nhận tiền chứ không phải đơn giản đâu. Đeo hơi muối hả? Chọc chọc trúng mũi anh. Đeo. Không phải đâu. Quay gần hố rác rồi nó dơ thôi. Ủa này, sạc không quay lên chút. Sạc quay lên chút. Rồi thấy hố rác nó mất tâm mỹ. Rồi, mất tâm mỹ lắm anh. Không có, lỡ đâu. Bây giờ đây, đây, anh nói nè. Cơ duyên nào để anh bước vào đường YouTube vậy anh? Thì cơ duyên là... Gì vậy? Cho muối hả? Cảm ơn nha. Ông đóng đồ chuột chết đâu. Anh ráng giùm em ơi. Bây giờ nha. Một lòng một rồi nha. Một số một đâu. Anh cỡ thúi cái bì cái mùi cỡ nó. Anh cứ làm hết hết. Ráng này. Chạy á. Mà ông thúi đâu. Mà anh bì á. Bì đi rồi. Tao xe mở. Chạy á. Ráng này. Dạ nói chung là lời nói đầu tiên là ý là lịch sự này mày ý á mày chưa đưa đi sao thú lắm anh đánh hào giỏi thiệt á biết em anh đánh hào là biết em ý luôn anh giỏi á bây giờ anh giúp em một shot một coi mày để một phút không mày từ từ này một hai ba nhắm mắt anh đầy bụi mũi không phải do anh thôi mà vì em được thúi. Cái gì vậy mậu nó nói như vậy thấy mày thịt gì thôi bó miệng tao sao lên đồ đó anh nói chuyện ra hoàng cái thôi thấy cái gì vậy lên mà cái yến quần không vậy thú nó nói thú dữ mày thú chịu nấu chưa có tiền đưa tiền trước thể hiện làm thành trước rồi đủ rồi anh nói em một bạc nhiều lắm. Bây giờ em tách mấy em quay lại nè một số một quay lại đây đủ rồi một số một anh là tài năng cái này một số một anh đắp chịu đựng cái mùi đó đi cái mùi rác bay que mà anh là một người rất là tài năng YouTube nổi tiếng nhất Bình Định. Nói với ai đi ra đường ai. Cái gì vậy cha lão đang nói đi anh tiếp đi. Trơn tru. Anh nói tiếp đi. Nói tiếp đi xem. Mày nói gì đâu vậy? Bỏ cái gì đâu.
Anh nhận tiền rồi nha anh Hiến. Anh đừng đỡ trên mạng. Đây Hiến YouTuber nấu tiếng Bình Định. Từ từ đó anh nói. Ý là chờ sao YouTuber nấu tiếng Bình Định mà bây giờ nhận tiền là không chịu làm nè các bạn. Mày nói vậy cầm tiền giờ anh sao? Mày đưa tao mic anh cầm ơi. Mic cầm anh đầu anh đầu đấy cầm. Mày đưa xe đấy đủ. Đấy anh cầm anh muốn cầm sao anh cầm đấy. Cái gì? Cái mic micro của ta mà thúi vậy? Mic gì mà thúi dữ vậy? Thử là cái là có đầu thúi. Có đầu thúi rồi. Ừ thử coi đó, bình thường mà. Đầu thúi bình thường bình thường. Ông kiếm chuyện hay như vậy? Là tiền lấy đâu ngang? Tao đây. Ông ơi, giúp bây giờ anh em ơi tiền cũng cầm tay ra. Đâu? Cái mic gì mà? Mic lấy đâu thì cái mic nó nghĩ là người ta ráp nó bị chết chuột cái trong. Bà bán xe đi. Rồi. Bán xe anh nói vậy nè. Xe xe nó nói nó không rõ gì mà cái anh nói to. Thiếu dây nè. Nói tao qua đây chát mà đổi xe lần. Cái đồ che mày nhà thúi nhà mày được hay sao? Thúi chú chẹt. Tao thúi mày mẹ mày tao làm sao cái mùi đâu. Gì vậy? Chứ tao lấy tiền. Lấy tiền rồi làm nữa đàng hoàng vậy sao vậy? Nè tôi chưa lấy nha. Tụi mình tiền tao không kể lại. Không kể lại. Bắt mấy mẹ mày mày làm cái gì vậy? Gì? Làm gì mà chơi bé trò mẹ. Trời ơi tự nhiên cái đó có đồng mình trong đó mà. Dây dây là hình trước độ mà tem đâu, tem đâu có cho rồi nha. Tem mà ống còn nghĩ ra được. Mày đúng rồi, ống sao tao đều ăn được. Ê đừng nói mày quẹt cứt trong đấy nha. Quá chuẩn luôn. Ê, ông bậy bạ nè. Anh em ai làm vậy? Cứt là mà cứt cái đều anh chứ cứt. Anh hứa lãng lần nữa cứt đâu. One hour later. Ok các bạn, nói chung là anh tuy không đế chung ngày nhưng nghiện chất cùng ngày tháng mình là tám rồi các bạn. Chào các bạn, quay lại trên đồ những mít lên các bạn. Thì em cũng bàn qua chút là cái ông Điền Quân á, là ông nói là anh có tự tin về cái độ nói chuyện của mình trước công chúng không? Bình thường mà, bình thường em. Đâu, nói chung là ông Điền Quân ông nói em là gọi anh 100,000 để mà anh nói cho lưu lắm chút. Ok. Chết mẹ không? Ông có tiền quay bưu điện hay chưa rút? Đây. Là anh cầm tiền thì anh trách nhiệm anh nói giúp em nha anh. Nó rõ ràng để mà một sót để mà nó được là hay. Được được mít chua coi caramel. Rồi ok. Thì lời nói đầu tiên thì Nguyễn Lên chúc cơm của Nguyễn Lên khám phá anh Tư Riều về cái con đường mà bước vào YouTube của anh như thế nào. Rồi ok, một bài bắt đầu máy chạy. Nói chung là sự nghiệp của mình cũng làm được 2 năm mấy rồi các bạn. Nói chung mình làm từ kênh của anh ta các bạn mình quay tới kênh, nói chung mình làm đủ kênh rồi bạn. Nhưng mà cơ duyên mấy bạn không nói chung là mình mọi người cứ ủng hộ anh em YouTube ở Bình Định là được mấy bạn. Anh thúi quá cái gì thúi thằng vũ đang quay anh biết bao nhiêu người coi mà anh nói gì thì thú vậy. Nói chung là chắc mãi rồi mẹ. Nói chung là mọi người trời ơi lắm chơi người sao nó nói trâu chị chút á. Giờ nói gì nóng nhẹ nóng gì nhà tại thì anh giờ anh nói rồi bây giờ nói chung là anh Riều anh cũng đang không biết cái câu hỏi gì để mà anh trả lời nên bây giờ mình hỏi đó là anh làm vì đam mê hay làm vì tiền? Vì tiền. Cuộc sống bây giờ là thế, tất cả sống là vì đồng tiền. Nếu bạn có danh có tiếng nhưng không có tiền thì không có quyền. Vì tiền ơi, tôi thấy cái lỗi. Từ từ. Em quay lớp thì chầu đông rác này. Mới có container của các bạn. Quay chầu đông rác. Không rác. Rác này. Rồi. Anh có muốn tạo một kênh để mà thương hiệu của mình vài năm tới hay không? No. Quá khinh thường. Quá khinh thường là một cái nét ở Sài Gòn các bạn. Đập mic luôn. Mày xem thường. Mày thú. Mày ơi. Em nhìn ra anh. Bái gì em đây? Em không có bái gì hết. Nhưng mà đó là vì sao cái hơi của anh là sáng anh không đánh rèn anh thở rồi anh tự hít vô á. Mẹ em có nè. Mẹ lúc tuột trình nó hít cái gì vậy? Có gì đâu. Anh làm thế là không được không? Giờ anh khinh thường mẹ mà. Mày bỏ bé rồi bạn mẹ vô đúng đó mất dạy mày nói không mẹ. Nó đâu có thu âm, bây giờ mình phải thu âm vô trong cái máy đây mà tao phải nói thu âm máy đây đâu, máy đây là chỉ quay hậu trường à. Thì sao giờ anh không làm thì anh chết. Không được, nói mấy câu nữa tao làm tiền. Đưa đi. Nói mấy câu vậy, đưa. Anh khinh thường khán giả, đưa tiền lại. Đưa tao nói ra rồi tao lấy.
Đâu, tại sao anh lại muốn làm YouTube? Chúng mình làm đam mơ mấy bạn. Chị còng như vậy nó bình thường thôi chứ, còng như vậy. Đam mơ chứ. Thúi quét mà đụng quét. Trời ơi mày. Thôi nuôi tiền hải chưa? Tiền gì? Theo dầu. Nậu. Mấy em thúi như đậu nhìn tao bè chuyện vậy lên. Cái miếng đá nào không bỏ gì cho tao bệnh mày luôn á. Cái miếng bình thường nhá, ai bỏ gì đâu không đó hả? Thúi mất dậy không? Chúc mừng anh Rìu đã đạt vào vòng chung kết, đó là phát hiện đánh hơi được cái mùi của cái miếng. Cũng mất dậy mày. Ơt trời, anh Trung. Anh Trung bán kịch. Đi đâu rồi xe. Âm thật rồi. Âm thật rồi, nãy em nhấn tin ra là anh không đọc sao vậy hử? Chứ mày kêu qua anh kịch. Anh cái gì? Đột đúng là ông, nãy tôi đọc tôi nhấn tin cho ông qua, tôi nhờ là ông không mày trả lời tôi có... mất. Tôi chữ anh cái là ông rẹp, ông chạy liền. Mày kêu có ăn. À cá ăn rồi, tao tưởng có ăn rồi á. Chị qua đây vô đây, nhờ em chờ chút đi. Điều gì? Có ăn nghe. Ừ, ăn gì? Ăn mạng không? Hello. Khán giả và đây là nhân vật rất là quan trọng trong tỉa trâu, trưởng nhóm trong team. Chứ vậy? Chưa bấm quay mà khùng nghe mày. Nói chung là bữa nay là mình thực hiện một cái phỏng vấn của công ty Điền Quân. Kèm đèn nét không? Gì vậy? Bà bán đồ phỏng sao bà giết bộ à? Bà chị bà che bà đi. Ấy là bữa nay là mình làm một cái video là phỏng vấn về những YouTuber Bình Định. À, nói về cái cuộc đời hành trình của bước vào cái làm YouTuber như thế nào. Trung hiểu chưa? Làm đây nói chung là tìm nói chung là ráng làm mày chạy. Ráng cố gắng nha. Rất tuyệt vời nha các bạn. Chưa mà thấy mình thấy. Rồi cái đai dồn vô đây nè. Đứng này thúi quét. Cái đai là quét hậu. Cái rác là thúi quét. Mà rác thúi đâu miệng bị thở. Cái máu cũng không lùng tới thiệt. Anh nào đó đứng chỗ gốc cây nha. Đứng đây nhìn vô máy đây nha. Chờ kiếm cái nghe. Đứng đây. Đứng đây nào. Nhìn vô cái máy quay đây nha. Máy quay này là máy quay chính, còn cái kia cũng chỉ quay hậu trường thôi. Rồi bây giờ alo, chào tất cả mọi người nha. Đây là Trung Tỷ Trâu, trưởng nhóm của team Trung Tỷ Trâu. Là người YouTuber nổi tiếng. Đứng thứ ba mà định. Anh cho phép rác thúi có xác con gì chết này. Thúi quét. Không phải đâu. Gì đâu mà chắc mũi lên nó bị chảy sao chứ. Điền nghe em địch thôn chứ có đầu thúi. Mày tự mày hứa mày thôn á. Thì giờ là tao tôi có cuộc đời tôi. Bây giờ là Trung sẽ nói về cuộc đời, không phải là cuộc đời mà cái hành trình làm YouTuber, con bước chân vào con đường YouTuber như thế nào. Thì anh ai ốt mà. Gì vậy? Nghe nhà nào. Lấm tiền nào nói cho tao chạy chốc chạy chút đạn nhảy. Bình thường đi, bình thường hít thôi. Chạy nước mắt luôn hả? Chứ sao? Thôi mày. Làm rác không chút anh tráng chịu đựng ngay, em đưa tiền là mà. Nói người ta anh quay giùm em một shot. Cho người ta 200,000 người ta dọn sạch cho cái này. Nói trong vòng 5 phút thôi, không có nhiều đâu. À mà chắc gọi 3 phút cũng được. 1 2 3. Vô. Thì cha rồi mày. Thì cuộc đời của mình là mình bén duyên à. Gì vậy? Trời, ông nội này ông ngán hay là vợ có bầu nữa sao ông ngán hay vậy? Ui que. Gì thôi? Tôi quen kia đi. Ui que. Quen kia. Mình chỗ đây mà lỡ nãy giờ quay cái chỗ đây sót đây rồi bây giờ đi chỗ khác nó đặt sót đi. Hay cái gì kia, hay cái mỏ không ông? Tôi nói thiệt là cái mỏ thứ hơn thầm lù nữa. 1 2 3. À, mình hồi xưa là mình chơi hàng cho nha mọi người nha các bạn. Nhà mình nói đi đợt đầu chuyện chút gì vậy? Ông nậu này sao sao ta? Sao Trung? Sao vậy? Thúi quét lên ừ. Tự nhiên ra đi. Ờ ghé này anh đứng thớ nậu anh nói cũng được. Ra chỗ này hầm nó bắt người đàn hâu á. Sao rồi? Anh ráng đứng thớ một cái rồi nói một câu. Và sau đây mình sẽ giới thiệu đáy rồi rậu cho. Cố lên. Ba mẹ anh đang tin anh á. Ít thở sao rồi? Ít thở sao rồi? 1 2 3. Ít thở. Mình là gà xuất thân là một người đi chở hàng nha. Ngày đầu tiên là mình gặp thằng